Nào, để anh tỏi. Đấy, sẽ nấu theo kiểu truyền thống nhé mọi người nhé. Đúng theo kiểu nấu canh canh khoai ấy, nhưng mà sẽ cho cá vào thêm như kiểu là món món canh cá bình thường ấy. Mình nghĩ là sau khi chín con cá này nó sẽ mềm đấy, nhưng mà mình không tin là nó mềm như bún được. Đó. Em chẳng tin cái con cá này nó mềm được. Đó, chính bình thường thì cầm nó vẫn bình thường này thôi. Tại vì ở ngoài này không có loại cá như thế này. Thế là tí nữa xem mình sẽ cho các bà đang hái chè thưởng thức thử xem thế nào. Ta đổ cà chua vào đây. Nếu mà nó thực sự là mềm như bún thì khả năng là chỉ có mấy ông lát rượu đấy. Lát rượu mới mềm như bún đấy. Thành kia rồi, mình có cá rồi mà. Đấy, lấy màu luôn nha. Lúc nào sôi mình sẽ bắt đầu cho khoai vào trước nhá. Xong rồi cho cả khoai luôn vào. Cả khoai mình ướp rồi, cả khoai này mình cũng ướp rồi. Ướp gia vị hết rồi. Đấy, mình sẽ cho khoai vào trước nhá. Để xem là cái độ khoai chín nó mềm hơn hay là cá mềm hơn. Đấy. Khoai bao giờ nó rất là nhũn. Cá tí nữa mình đợi sôi đã. Cái này nó sôi sùng 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 rồi mọi người ạ. Giờ mình phải cho cá vào để cho nó hầm hầm cùng khoai đi cho nó bở nhé mọi người nhé. Tin đồn bảo là con này cá này rất là bở luôn. Nhưng mà anh em mình cứ phải xem tận mắt. Mình thưởng thức xem cho nó có ngon không mọi người ạ. Eo, con này nó đấy. Nhìn nó lung linh nhìn xuống không? Mình cắn luôn nhá. Ngon chưa? Con cá núc nịch luôn. Con cá này mà phơi lên xong rồi bắt đầu phơi cá khô ấy, gym xong ăn như kiểu cá khô gym, cá núc gym chắc ngon ấy. Chín rồi mọi người ạ. Ui. Ở đây ơi. Dạ. Nào xem này. Nó mềm không gắp được luôn nhá. Đó. Đây. Ui. Đấy. Ui. Đấy. Đấy, rơi luôn. Thôi được được. Cho vào. Cho vào đi. Đó. Kẻ lắm rồi đấy. Em không biết là cá. Cá biển mà. Nhưng mà cá biển mà mềm như bún thì ăn như thế nào rồi. Mình cảm giác nó vẫn hơi tanh mọi người ạ. Gọi các bà vào đi. Điện tay tanh mọi người. Mấy bà mình đây đây, vào thưởng thức đặc sản Thanh Hóa đây. Hải sản. Hải sản ngon lắm đây. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Thích. Anh không rau không? Anh cũng không cơm đấy em nhỉ? Thêm bát đi. Thêm bát đi. Thêm muôi đi. Cái muôi, cái này khả năng không gắp được nó. Ba. Vào đây. Cá đố là biết cá gì luôn. Cá này là cá Thanh Hóa. Cá trong Thanh Hóa. Giống cá bóng đấy. Ừ, giống cá bóng nhỉ. Không múc được nó lên đấy. Thôi. Rơi. Đát mất. Mềm hơn bún thật. Thật mềm nhỉ. Cá này có khi ăn không có xương đâu. Rồi bà ngồi đấy. Thử cái xem nào. Không phải rửa tay. Mềm hơn khoai thật. Mềm hết rồi. Nghe mềm lắm, chắc là cá này ngon đấy. Cháu không biết đâu, đã ăn bao giờ không biết. Ông đâu chẳng phải ông về.
đâu nhỉ? Đúng rồi, ai ngửi thử đá rồi. Đấy, con đi rửa tay đó. Đấy, ngồi đi. Không phải rửa. Đấy, đấy, con để thưởng thức trước. Sao lại không phải rửa? Đã thưởng thức trước nha. Ừ, ăn trước đi. Bà vào đây, bà tươi. Này. Tiếp đâu, ngồi đâu. Xin nó nhìn nặng nhẹ nhỉ? Mày ơi. Ừ. Phải lấy chiều. Mời tất cả mọi người nhá. Nghe nghe bảo đó. nó mềm nên phải ăn chiều mọi người, ăn như canh súp. Ui ngon thế. Ui trời. Trời ơi tanh sao? Ăn nhanh không nó nguội, tanh chắc tanh lắm đấy. Đi ra ăn con ơi. Ăn kiểu gì? Đúng. Nó thế nào? Ăn như bánh cuốn nhưng mà bánh cuốn nó ta vừa là cho vào đến nơi là ta mới sạch luôn. Hả? Còn hơn cả cháo. Đấy, ngồi đây. Đi đi. Cái này đi chỗ ngon quá nhá. Có rồi. Có hạt tiêu chưa? Có hạt tiêu rồi. Đúng rồi, nó cho mồm là nó chảy hết luôn. Thế á? Đúng rồi, đúng không đây có xương à? Ngon lắm vậy. Ơ nhỉ? Cá gì nữa mà? À, để là, đấy, để là nó rơi mềm. Nó là cá bún à? Ui, cá bống sao ấy? Không phải, nó là cá bún. Rồi. Ê, chị đưa gầy thế mà nó nát. Bà gắp thử xem. Không gắp được đâu. Bà gắp đi. Đúng rồi đó. Cái đó vừa đấy, nó đi chạy, 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 chạy. Bà vừa đấy, đến đây, đây. Này, Phương. Quả đắng. Bà hơi chơi con. Bà chạc xả ra đây. Nó bị đâu? Nó có xương. Có xương. Có xương sao lại căng căng lại như muốn? Có mà chẳng có gì xương em à. Sao mềm này nó với thịt khoai à? Khoai. Đấy. Khoai không mềm bằng ngó đâu. Khoai không mềm bằng ngó á? Không mềm bằng ngó đâu. Thế khoai này phải ninh cho em xong mới ra hết ơi. Ơi. Cá này gọi là cá gì nhỉ? Cá này gọi là cá. Cá này gọi là cá khoai. Ăn cảm giác nó như nào? Ê con này ạ. Em lắm. Nhìn này. Anh em sao đấy? Đây con. Nó ra thì nó đứt luôn. Ừ. Nó dùng đũa nè, dùng đũa gắp này. Ngon, hay nhở. Gắp thử một cái. Đúng rồi đó. Ăn được không nhở? Mềm mềm thì quay gọi nó bằng cụ anh ạ. Không gắp được luôn đấy. Hay lắm, cho vào mồm nó nát lại ra rồi. Ừ. Ngon thế. Và thử xem. Cháu chưa thử. Vương. Đấy. Con yên, con em đây bà bón nhanh ăn. Đây bà. Nào yên, con đây bà bón này. Mình thử. Bón cá rồi không? Khoai ngon lắm. Đây gọi là con cá khoai. Nó này á? Hay nhỉ? Con ăn rau à? Người ta bảo là con này rán không rán được, nướng không nướng được. Chỉ nấu canh không? Chỉ nấu canh, nấu súp được thôi. Thế này là kiểu cá nó nấu súp đấy. Mời tất cả mọi người nhá. Mềm á? Ừ. Nhưng mà ủi tanh hết. Tanh ăn nóng này được không tanh? Ăn nóng cái này còn được, lúc nữa ăn đấy. Tanh thật đấy. Nhưng mà chắc là gì? Hay là mình chưa biết làm? Này phải cho như hạt tiêu vào. Này cho hạt tiêu. Tạnh lắm. Cho bát tiêu. Có lọ tiêu trong giàn. Con bỏ con tiêu vào. Nó tiêu vào một cái củ đường mùi tanh. Cháu rồi. Chưa có mùi tiêu. Cháu ăn chưa thấy nó cái vị gì. Cho mồm nó nát nét trong mồm. Vâng, chảy hết luôn nhỉ. Hay nhỉ. Cá này nó gọi là cá gì? Cá khoai mà. Có xương đây đấy. Có xương mà. Xương ở bé bé đó. Có xương. Cái món này không ăn chưa? Tiêu đâu vậy? Biết thế. Bao nhiêu hạt tiêu? Biết thế cái con này mình không hấp được, cái này hấp thì tanh, có gác bếp thì được, nấu này tanh hơn. Con này nó ăn buồn cười, cho mồm chẳng có vị gì nữa nhỉ. Bảo ăn nó chảy luôn. Không vị gì đâu. Đây gọi là cá nhiều à, cá ma ấy, nó lừa người, cho đây bác hết luôn. Đấy. Này. Con này cá ma luôn này. Dầm ra kéo chắc như cháo luôn. Chú cường này không cá ma kìa. Tiêu vào, con tiêu vào. Đấy, xương sống. Anh em con tiêu vào, chỉ nói không nó thử được cái tên này đấy. Sống bao giờ có xương xương cũng cứng biết đây xương luôn mềm nhỉ xương mềm lắm con này muốn gắp không gắp được lấy thìa con lấy thìa lấy thìa hai ba con thìa này gắp thế nào được con ngon này mà đặc sản lại đi không ngon lắm mọi người ăn đi mai cũng có mà làm nhão chẳng có vị gì hơi tanh không có mùi tanh thôi hay là do anh em mình chưa biết nấu nhỉ ai ở trong cái vùng đấy có biết nấu cái món này nấu kiểu gì không biết thế đem đi gắp ướp siêu cày gắp bếp cái này cũng chả hỏi người ta nấu thử xem gắp để gắp được chưa mà nó vẫn hơi kiểu này mà con này có phải chả dám ăn à con này ăn được cá này là người ta nấu bằng súp nấu súp thì lại có xương ừ. Không nấu súp thì nấu mềm nấu kia ra thì mới được nấu súp thì nó phải có xương chứ còn cá lại không phải kiểu nấu này đâu kho không kho được không kho được không nướng được không rán được em ăn nó tảnh lắm. Mà nó mùi tanh theo kiểu đó. Tanh khé. Tanh khé hàng biển. Cái gì cá biển tanh hàng biển.
đầy cá đó là người có tạo cái món nào tanh kinh điển luôn, nó tanh mấy cái nhạt tiêu vào tanh sốc luôn đấy, cái nhạt tiêu vào nói khoai thì còn cúng hơn cả cá, khoai ngon lắm, khoai cúng hơn cá, khoai nó kiểu tanh sang cả mùi, mùi tanh nó ngấm luôn cả vào khoai tất nhiên là nó phải ngấm này, chắc là nó không biết nấu thôi. Món này zero. À thôi, khuyến khích cho một điểm. Chắc là do có khi là do đó. Có vị ngọt. Hay là do không biết nấu, chắc là do anh em mình không biết nấu. Không phải nấu kiểu gì nó nát thế đấy. Thì nấu kiểu gì cũng nát. Thì cá này nó nát. Cá này nó nát thế bảo. Cá nó nát thế. Khoai này là người ta cấp ra cho mình hay là mình phải mua khoai? Người ta cấp mà chợ. Thôi clip này anh em xin phép kết thúc ở đây. Món này thất bại mọi người ạ. Không ngon, chẳng ngon. Mình thấy hút nước mới cả ăn khoai. Cái này nó ghê lắm, cái này nó nhiều. Cá nó nhiều chương mà nó cứ mềm mà tan ra không biết nhận chứ kiểu gì. Cá nó cũng nhung nó lại cũng nhung nhạt. Mà lại nhão cá. Tanh nữa. Nhạt, nó nhão cá. Chắc là do anh em mình không biết nấu đâu. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây nha. Thất bại là mình cả để hẹn mọi người hôm nào mình sẽ lấy cá khoai này về gác bếp nhé mọi người nhé, để xem là nó có còn mềm như thế này được không. Gác bếp vậy thì tất cả các loại gì gác bếp nó đều khô quắt queo queo, nó phải cứng hết. Con này phải gác bếp mọi người ạ. Hẹn mọi người hôm sau mình sẽ gác bếp con này nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Món gì anh em mình nấu không ngon thì anh em mình bảo không ngon chứ không phải là cứ húp vào mồm là ngon đâu. Ăn khoai ngon hơn cá quá. Bất tài. Không, tanh nhưng mà nó ngon hơn, chúng ta lấy cho cá. Không nhão. Cá này không gắt được đâu anh.